Thưa quý vị, xôn xao lời chia buồn của ông Nguyễn Xuân Phúc khi ghi sai họ liệt sĩ té giếng chết. Tin đến từ Việt Nam của báo Việt Nam Net ngày 16 tháng Giêng loan tin về hình ảnh mà ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam có mặt trong đám tang ba liệt sĩ chết vì té giếng trong quá trình đi giết cụ Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thưa quý vị tại tăng lễ thì ông phúc đã ghi lại những dòng chia sẻ về tâm trạng của mình trong quyển sổ tang đối với các chết của các liệt sĩ té giếng tờ giấy này của ông phúc được đăng tải trên báo việt nam net và ngay lập tức gây chú ý dư luận việt nam không chỉ vì cách viết không ra hàng lối của ông phúc chỉ có một cái họ ngắn ngủi nhưng ông phúc cũng lười viết cho đầy đủ và nhất là ghi sai cả họ của một liệt sĩ té giếng Cụ thể là họ có liệt sĩ tế giếng tên là Nguyễn Huy Thịnh, thì ông Phúc chỉ ghi mình chữ là NG và giống ngã. Còn họ của đại úy Phạm Công Huy, thì ông Phúc đã đổi sang thành họ Nguyễn và chỉ ghi tắt. Còn phần nội dung thì khá là khó đọc vì chữ của ông Phúc vừa thiếu nét vừa xa lỗi chính tả. Ngay sau khi được đăng tải thì tờ giấy trên đã gây xôn xao dư luận vì nhiều người không ngờ rằng trình độ viết của một vị thủ tướng chính phủ lại thua cả một học sinh lớp 1 hiện tại. Nhiều người còn cho rằng tờ giấy trên cũng đã tố cáo sự giả dối của ông Phúc khi ngay cả họ của một viên công an mà ông ta đang lăng xê là liệt sĩ bảo vệ đất nước cũng không nhớ được. Ngoài ra thì trong buổi tang lễ này, ông Phúc còn yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương ba liệt sĩ té giếng chết trong lúc đi giết dân, khiến cho dư luận không khỏi ngào ngán.